Nhiều nghiên cứu ở các nước phương Tây cho thấy mắc COVID-19 và được chữa khỏi là một chuyện, nhưng bình phục lại là một chuyện khác. Một khi đã chiến đấu với virus SARS-CoV-2 thì dù là vật lộn sinh tử hay chiến thắng nhẹ nhàng, cơ thể ta cũng khó mà trở lại được như lúc xưa. Theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ CDC, Người bị COVID-19 ngoại trú có thể ngừng cách ly bản thân khi họ không có dấu hiệu sốt trong 72 giờ liên tục. Đồng thời, các triệu chứng hô hấp như ho và khó thở phải có sự cải thiện sau ít nhất một tuần. Khi điều kiện cho phép, xét nghiệm hai lần liên tiếp, cách nhau ít nhất 24 giờ và đều cho kết quả âm tính thì đó cũng là một cách để xác định một người đã khỏi bệnh một đại gia đình ở bang Texas, Mỹ đã mất hết nhà cửa sau một đám cháy dữ dội. Những thành viên lớn tuổi thậm chí còn suýt mất mạng bởi họ đang say ngủ và không thể ngửi thấy ngôi nhà đang cháy do di chứng mất khứu giác vì mắc Covid-19. May là cô bé 19 tuổi không nhiễm virus đã ngửi thấy mùi nhựa cháy và nhanh chóng báo động cho cả nhà. Nhiều bệnh nhân Covid-19 như nhà Rivera cũng mất khứu giác và vị giác các giác quan này thường có thể được bật trở lại, song không ít người sống sót sau khi nhiễm bệnh vẫn đang bị ám ảnh bởi việc họ không thể phát hiện mùi của khí ga rò rỉ hoặc là hỏa hoạn. Dù đã khỏi bệnh trong một thời gian dài, họ đang phải sống cùng tình trạng rối loạn khứ giác. Với người bị loạn khứu giác, trước tiên hết, chuyện ăn uống của họ sẽ trở nên thật kinh khủng. Rau quả có mùi xào phòng, hành tỏi và thịt có vị chua, cà phê thì bốc mùi xăng, cả thế giới đảo lộn khi những món họ mong nhớ trong những ngày điều trị bệnh thì giờ đây khi được ăn nó chỉ gây ra cảm giác buồn nôn 73 phần trăm bệnh nhân covid bị rối loạn khứu giác ở pháp cho biết tình trạng này ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của họ nghiên cứu đã chỉ ra rằng ở nhiều người chứng rối loạn khứu giác có liên quan đến virus corona có thể kéo dài đến vài tháng lâu hơn suy nghĩ ban đầu thực tế là chỉ có một phần năm số người được hỏi cho biết khứ giác của họ đã trở lại bình thường ở thời điểm họ tham gia khảo sát vậy chuyện gì đã xảy ra các tế bào thần kinh khứ giác được cố định với nhau bằng một bộ khung là các tế bào biểu mô theo một giả thuyết nổi trội trong thế giới khoa học dường như các tế bào biểu mô quan trọng này đã bị tổn thương làm sai lệch các thông tin truyền đến não ngay cả khi các tế bào này tự sửa chữa, chúng vẫn có thể kết nối sai. Mùi nọ gắn vào thức ăn kia dẫn đến chứng rối loạn khứu giác. Các nhà khoa học đang cố gắng tìm hiểu về tình trạng này ở những người được chữa khỏi COVID-19, bao gồm cả câu hỏi, mất bao lâu để bình phục hoàn toàn. Một nghiên cứu trên tạp chí học thuật Ragi Roskopf hồi tháng 11 năm 2020 đã đánh giá cao phương pháp tập luyện khứu giác đó là ngửi đi ngửi lại các cái mùi hương mạnh như hoa hồng, chanh, đinh hương và bạch đàn để kích thích khu giác. Ngày nay, những hội nhóm chia sẻ về chứng loạn khu giác đang phát triển rất nhanh chóng trên Facebook. Song song đó là nhiều dự án hỗ trợ cung cấp từ Bosca đến bộ dụng cụ luyện mũi. Chứng loạn khu giác không phải là rắc rối duy nhất của cái con virus tai quái này để lại trong đầu của người bệnh. Theo một nghiên cứu, với hơn 230.000 bệnh nhân, chủ yếu ở Mỹ, cứ 3 người sống sót sau COVID-19 thì có một người được chuẩn đoán bị rối loạn thần kinh hoặc tâm lý trong vòng 6 tháng sau đó. Được công bố vào tháng 4 trên tạp chí Lancet Psychiatry, nghiên cứu xem xét 14 rối loạn khác nhau như xuất huyết não, đột quỵ do thiếu máu cục bộ, mất trí nhớ, mất ngủ, vân vân, các kết quả này gợi ý rằng đại dịch có thể kéo theo một đợt sóng lớn khác, nó liên quan đến các vấn đề về tâm thần và tâm trí. Khi COVID-19 gây ra các vấn đề về sức khỏe dai dẳng ở những người đã khỏi bệnh, về thể chất lẫn tinh thần, như đã đề cập ở trên, thật không may, họ đã mắc hội chứng long COVID, tạm dịch là COVID kéo dài. Tại châu Âu, khoảng một phần tư dân số khỏi bệnh vẫn tiếp tục chịu đựng các triệu chứng trong vòng ít nhất một tháng, nhưng cứ 10 bệnh nhân sẽ có một người không thể bình phục sau 12 tuần. Hội chứng có thể liên quan đến rối loạn chức năng của các cơ quan quan trọng, bao gồm tim, triệu chứng đau ngực, mệt mỏi, phổi, khó thở, ho khan và não, rối loạn khả năng nhận thức, đau đầu, loạn khứu giác. Tổng hợp các kết quả từ nhiều nghiên cứu cho biết ở người trưởng thành, nguy cơ bị COVID kéo dài dường như tăng theo độ tuổi, chỉ số khối cơ thể PMI và nguy cơ cao hơn ở nữ giới. Thoạt nghe thì hầu hết các triệu chứng hậu COVID-19 dường như không đe dọa đến tính mạng. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu đồ sộ được công bố vào tháng 4 trên tạp chí Nature, những người sống sót sau COVID-19 ở Mỹ có nguy cơ tử vong trong vòng 6 tháng cao hơn những người không nhiễm virus cứ mỗi 1.000 bệnh nhân COVID sẽ có khoảng 8 trường hợp tử vong trong vòng 6 tháng sau khi khỏi bệnh. Ngay cả khi họ may mắn không có hẹn với tử thần, thì các triệu chứng chồng chéo và kéo dài có thể gây ra khó chịu và trong nhiều trường hợp cản trở họ quay trở lại làm việc. Gần đây, TUC, Liên đoàn Công đoàn của Anh, đã kêu gọi việc phân loại COVID kéo dài là một dạng khuyết tật hàng ngàn người lao động, những người đang phải vật lộn với cơ thể suy nhược sau mắc bệnh, cần phải được bảo vệ pháp lý khỏi vấn nạn phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Với khoảng 178 triệu ca nhiễm COVID-19 được xác nhận trên toàn thế giới tính đến ngày 21 tháng 6, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ trong số đó phải xoay sở với COVID kéo dài cũng đủ tạo nên những tác động to lớn đến kinh tế và xã hội. Thậm chí, chúng ta vẫn chưa biết được COVID kéo dài, nhưng dài là bao lâu. Chính vì vậy, ngay lúc này, chống COVID kéo dài, có vẻ cũng quan trọng không kém chuyện chống lại đại dịch bằng việc khuyến khích nghiên cứu cũng như các chính sách hỗ trợ cho người bệnh và thân nhân của họ. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.